Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AN-94 VIP Lady Invitation, một khẩu súng dành cho bọn con gái đi bắn giải ấy mà. Vâng, súng dành cho gái nhưng trai cầm nó mới chất. Ok, đấy, máu là tươi đẹp. Cái khẩu này thì hồi trước mình đã làm trong Zombie rồi. Mà Zombie thì hồi trước nó cũng khá là lâu rồi. Anh Nhân phải không? Ok, đã có người nhận ra mình. Rồi, trận này không biết là có sấp mặt không? Hôm đó lựa lựa mình nó hiếp trước thì thế thì thôi. Ok. À, mình cover cho khẩu súng này là khẩu... À, chết nhầm. Cây Kuri Inferno. Lỡ mà có thằng nào gã chém dao ấy thì mình lôi cái cây Kuri này. Mình sẵn sàng clear team. À, lòi ra này. Vâng, hồi dạo trước thì có mấy thanh niên mình đi lẻ ấy, thì có gặp team. Mà team người ta hay gạ chơi dao lắm. Thế là mình lôi cái dao này mình ra mình clear team. Vâng, người ta bị lừa tình ấy. Rồi, mình quên mình không quay clip lại thôi. Nếu mà sau này gặp thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Úi dồi. Ơ kìa, sao lại chết? À, đi vào mic của tôi này. Có một thằng đi vào mic bạn ơi. Đồng đội đâu? Báo cho thằng kia biết nào. Mình không xài mic. Rồi, nó đi vào khu vực A rồi. Không biết là bị bắn chết hay chưa. Ân yếu rồi, ok. Rồi, mình còn 6 tiết thôi. Bạn thích thì bạn cứ lấy. Chậm thôi, mình không muốn mất mạng. Mình không muốn mất trinh. Trinh tiết thì là một cái gì đó rất là to lớn đối với một người con gái. Đối với một người con trai đi C4 thì cái đấy nó rất là quan trọng. Rồi, gài bom đi. Úi dồi, bị bắn chết rồi. À, thằng này chắc chắn là ở trên cao A. Mình sẽ đợi nó xuống đặt bom và bắn chết. Này thì đặt bom với chúng tôi này. Mình nghe tiếng gỡ bom. Ai chết nhầm, đặt bom sột soạt rồi. Bọn nó thì chỉ có đặt bom thôi chứ không có gỡ được. Đang cầm cái gì đấy, 3Z đen này. 3Z đen thì có thể nâng lên 3Z Double Dragon. Để mình nhớ cho kỹ. Chắc chắn là vậy rồi. Mình thấy nó rất là đáng giá. Tại vì từ 3Z đen mà nâng lên Double Dragon thì nó rất là tuyệt vời. Và khẩu 3Z đen này thì hồi trước cái arc chính của mình quay ra rất là nhiều. Mà cái arc đấy thì mình cũng không còn xài nữa. Rồi, mấy thiên nhiên cứ hay chát hoài. Mình ấn vào thì ấn nhầm vứt xuống cái này. Động xanh. Vâng, không chát thì lại bảo là chảnh chó. Mà chát trong lúc bắn thì nó rất là ức chế. Lỡ ấn nhầm vứt xuống thì sắp mặt lờ. À đây rồi, nhà nó một này. Em không giết anh đâu. Rồi. Em không giết anh đâu. Hay lắm đêm à. Đậu xanh. Chỉ có lú cái đầu ra là bắn chết thôi nhở. Em có bắn chết anh đâu. Rồi còn một. Còn một. Mình sẽ cho bạn kia kênh A. Mình kênh đường này. Để xem nó đi đường nào. Mình sợ nó dư đông kích tây thôi. Bây giờ nó không biết nó sẽ chọn hướng đi nào. Rất là hồi hộp anh em ạ. Gặp những cái gì như thế này nó chơi ninja kinh lắm. Toàn phân thân chi thuật, ẩn thân chi thuật ấy, các kiểu. Úi dồi ôi, nó đi vào mic ạ. Vâng, kênh nãy giờ đéo lên. Đúng lúc mình bỏ kênh thì nó lại lên. Đậu dành. Thế là mất một mạng. Đèn thế. Đâu, mất một mạng thì kiểu là mình mất đi một kill của nó ấy. Chứ không phải là mình chết đâu. Vai xoài thật. À, dao. Này, cầm dao này. Em, 2 kill.
3 kill. Còn nữa. Lên đi bạn ơi. Rồi. Úi trời ơi, nó còn có chấm máu thôi. Đừng cố nữa. Đừng cố nữa, 4 kill. Còn 1 kill nữa là Penta. Đâu rồi? Penta kill nào. Nó ở trên khu vực cao A. Nghe đồng đội báo là nó ở à đây rồi. Úi dồi ôi. Sao lại lấp ló ở đây nhở? Ây ôi, yếu rồi. Rất là yếu rồi. Dính thêm một phát nữa. Cực kỳ yếu. Thằng này chỉ cần chạm vào nhau một giây thôi là có thai luôn rồi. Úi dồi ôi. Cái thằng nào nó nhảy xuống dưới thế, đích nào mình nghe tiếng nhảy ạ. Quái xoài, không bị may không bị nó bắn chết rồi. Mệnh đồng đội chơi khắm lọ vậy. Đang chơi lừa tình. Làm cầm nó hết cả đôi, cả đội. Một quả Penta kill. Tuyệt vời. Vâng, mình sẵn sàng thịt hết, thịt tất và thịt cả đất xung quanh. Đâu rồi? Mình chờ các bạn ở khu vực mic nha. Úi dồi ôi, sao lại đi đường nào ấy, đi A. Vâng, nó đi A. Mà không biết mình nên lên A để cover hay không, hay là đứng đây. Mình sợ nó chia người. À đây rồi. Úi dồi ôi, 3-3 tiết này. Tôi không dám đú nữa đâu. Rồi, mày là nhất đi. Lên đây với chúng tôi này. Ok. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với trận cuối. Hình như thắng hơi bị đơn giản đấy nhở. Vâng, quá đơn giản luôn. Đơn giản như đan rổ. Vâng, một thanh niên kia bảo là lát xong trận ra kết bạn để cùng bắn nhau thêm một trận nữa. Úi dồi ôi. Đâu rồi? Úi dồi ôi. Cái quả flash nó đi vào lòng người ạ. Vãi xoài. Mệnh đi flash đồng đội. Hơi bị sai ấy nhở. Đâu rồi? Sao chết nhiều thế? Úi dồi ôi, nó giết sạch ở khu vực cao A. Vâng, bây giờ mình chính thức dùng hai từ bất lực. Bây giờ mình nên đi đâu về đâu đây? Mình nên đi đâu đây? Chắc là phải vòng qua mic rồi đi vào cam khu vực bom sai A. Úi trời, nó đặt bom rồi, tiếc thế. Quả này mình đi sớm một tí là tuyệt vời. Mình kênh cái chỗ đặt bom là nó không đặt được đâu. Bây giờ nó đặt được rồi, rất là khó để gỡ. Vâng, chắc là bất lực thôi. Nó cài bom rồi mà nó không đứng kênh bom thì chịu. Nó đi hết rồi. Nó chờ tiếng gỡ bom rồi nó quay lại. Bọn này rất là khôn. Cực kỳ khôn luôn. Thực sự là mình cũng chịu thôi. Nó không đứng kênh bom mà nó chạy đi hết. Vãi xoài. Vâng, ngoài A có kìa. Cái định mệnh. Mọi chơi khắm lợi nhở. Thế đấy nào, đặt bom này chạy đi hết. Nó đợi mình gỡ bom nó mới bắn. Khổn thế. Mình quyết định là giữ trinh. Thà thua chứ không chịu mất tiết đâu. Hả? À, lên đây solo à. Khó lắm. Rồi, khẩu AN94 này thì bắn nó là đam rất là to. À dưới con này có này. Ôi trời ơi, mình không solo kiểu như là 1v1 ở dưới hầm này đâu. Tại vì mình cảm giác mình solo rất là nhiều rồi. Và mình là người thua. Tại vì mình á, bắn xuống ấy thì bắn vào chân nó. Mà nó thì kiểu đích gì nó bắn vào người mình chịu. Nói chung là rất là khó. Các bạn nào bắn hơn thì hãy chỉ mình cái phương pháp mà chống lại cái bọn đi dưới hầm không ạ? Rồi, một bé. Chứ mình thực sự mình không thể ấy được. Mình bắn toàn thua thôi à.
Rồi còn một thôi, trận này thì chắc chắn win rồi. Người ta bật lại đúng một kèo. Và kèo này thì là kèo thơm. Mình vẫn chưa để bị mất trinh. Và cố gắng trận này mình sẽ không mất trinh đâu. Cố gắng trận cuối vẫn giữ cái tiền tiết nè. Không để bị thằng nào hiếp. À nó ở dưới này. Vâng nó ở dưới này nhưng không biết nó chạy đâu rồi. Hình như nó ở đúng rồi, nó ở cuối đường này này. Đấy. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn lại bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người.